các nữ nghị sĩ Nhật Bản phản đối nhận xét của thị trưởng Osaka về phụ nữ giải khuây. Tin từ Tokyo, một nhóm các nữ nghị sĩ của nhiều đảng phái chính trị tại Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay nhằm lên án nhận xét của thị trưởng thành phố Osaka và chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc, ông Toru Hashimoto đã đưa ra vào đầu tuần này. Ông này gợi ý rằng nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong thời chiến là cần thiết. Bà Makiko Kikuta của Đảng Dân Chủ Nhật Bản nói rằng lời bình luận của ông Hashimoto đã làm mất mặt toàn quốc gia Nhật Bản và không chỉ làm tổn thương sâu sắc những người liên quan mà nó còn là một sự sỉ nhục đối với nữ quyền và sự tồn tại của phụ nữ. Hôm thứ Hai vừa qua, thị trưởng thành phố Osaka, ông Hashimoto nói rằng phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản trước và trong đệ nhị thế chiến, được gọi là phụ nữ giải khuây, là điều cần thiết. Ông nói thêm rằng ông tin là không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Nhật Bản đã bắt buộc những người phụ nữ này mại dâm. Sau đó trong tuần, ông đã khẳng định rằng ông không muốn nói là nô lệ tình dục hiện nay vẫn cần thiết.